Dạ xin chào quý khán giả đang xem kênh Bagina TV. Dạ thì lời nói đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả cũng như là mạnh thường quân ở trong và ngoài nước. Dạ thì mấy ngày nay thì em có chia sẻ những hình ảnh bên trong tang lễ cũng như là cái hoàn cảnh của anh Luốc 37 tuổi cùng với hai con gái với người vợ đang mang bầu 4 tháng là không may là bị tai nạn ở trên Bình Dương đó cả nhà. Dạ thì sau khi xảy ra tai nạn thì gia đình, đó là anh ba chị ba, mới đưa anh Luốc cùng với hai con gái là về quê để làm lễ mai táng. Bên cạnh đó thì vợ của anh đang mang bầu 4 tháng thì cũng không may thì được gia đình đưa về Thanh Hóa để lo hậu sự. Thì dạ thì cũng do hoàn cảnh khó khăn nên khi đưa về đây thì cũng nhờ mạnh thường quân ở trong ngoài nước giúp đỡ. Thì gia đình của anh Luốc thì cũng đã mua một miếng đất trị giá 100 triệu đồng để làm cái nơi mà chôn cất anh và hai con gái. Thì như clip trước quý vị khán giả cũng đã xem, thì trên màn hình đây là hình ảnh ba cái áo quan bên trong tang lễ của anh Luốc cùng với hai đứa con gái trong một căn nhà sập xệ ở dưới mé sông. Nó thì khi mà xảy ra cái sự việc thì anh, gia đình của anh thì cũng không có đất, không có nhà gì cả. Khi đem về đây thì được gia đình của anh ba đứng ra để lo hậu sự và nhận những cái khoản tiền từ quý mạnh thường quân, quý nhà tài trợ để hỗ trợ cho gia đình. Thì hôm nay trong video này thì em tiếp tục chia sẻ hình ảnh người thân, người trong gia đình của anh Luốc là trực tiếp đến gia đình của cô chủ đất để trao 100 triệu đồng tiền mua đất để chôn cất ba cha con cả nhà. Dạ thì em mời quý vị khán giả cùng em xem tiếp cái đoạn video mà anh ba, đó là anh Quang, anh rể của anh Luốc cùng với gia đình là đến trực tiếp để trao 100 triệu đồng nha cả nhà. Chín mươi,
3 tuần. Chị gửi lên rồi. Đưa 2 triệu với 500 triệu. 500 triệu đó. 500 triệu. Rồi, có hơn. Dạ, rồi, cảm ơn. Chịu, thì dài đẳng luôn ngày này là có 5m3, dài 5m6 nè. Dạ. 500 triệu đó. Dạ cả nhà, thì mới vừa rồi cả nhà cũng vừa xem được những hình ảnh anh Quang, anh rể của anh Luốt cùng với gia đình có đến trực tiếp gia đình của cô chủ đất để trao số tiền là 100 triệu đồng tiền mua đất để chôn cất anh Luốt cùng với hai đứa con gái. Và bên cạnh đó thì cũng là cái hóa đơn mà chi phí trong tang lễ của anh Luốt để gửi đến quý mạnh thường quân, quý khán giả để quý khán giả được biết. Khi mà cái hoàn cảnh của anh Luốt, khi mà được anh ba với chị ba đem về đây lo hậu sự, thì cái số tiền của quý mạnh thường quân giúp đỡ để làm gì, cũng như là đã chi tiêu vào cái khoản nào cả nhà. Dạ thì mới đây thì gia đình của anh ba cũng đã liên hệ qua kênh của tụi em, là có nhờ đăng tải dùm cái đoạn video mà gia đình đã đến trực tiếp gặp cô chủ đất để trao cái số tiền 100 triệu đồng cả nhà. Vì gia đình cũng rất là lo lắng khi mà cái số tiền mà quý mạnh thường quân ủng hộ, và khi mà đăng tải những cái đoạn video lên là mua đất chôn cất anh Luốt cùng với hai đứa con gái là giá 100 triệu đồng, thì cũng rất là nhiều quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân thắc mắc tại sao gia đình khó khăn mà lại mua một miếng đất trị giá tới 100 triệu đồng như vậy. Đó. Thì cũng do ở quê thì gia đình không có muốn đi làm lễ quả thiêu cả nhà, nên là chỉ muốn là chôn cất ba cha con, mà trong khi thì gia đình thì cũng không có đất để chôn, nên là ép bụng là phải đi mua miếng đất trị giá 100 triệu đồng, một số tiền khá là lớn cả nhà. Đây là trước màn hình cả nhà, đây là hình ảnh như video trước em có chia sẻ, đây là cái miếng đất nơi chôn cất ba cha con của anh Luốt. Mảnh đất chiều ngang hơn 5m và dài gần 6m. Đó là cái nơi mà chôn cất ba cha con trị giá 100 triệu đồng. Đó, một cái câu chuyện và một cái sự việc thương tâm xảy ra tại tỉnh Hậu Giang cả nhà. Cả nhà không may sau cái vụ tai nạn giao thông. Dạ thì cũng có nhiều quý khán giả khi mà xem những cái hình ảnh, những cái video ở trên YouTube cũng như là Facebook mà em đăng tải, thì cũng có nhiều cô chú là có hỏi là tại sao mất 5 người mà chỉ có 3 cái quan tài. Đó, cả nhà thì sau khi mà xảy ra vụ tai nạn thì bên phía gia đình vợ của anh Luốt là đã đem chị cùng với đứa nhỏ mà đang mang bầu 4 tháng là về quê nhà để làm lễ mai táng rồi cả nhà. Còn anh Luốt cùng với hai đứa con gái là 8 tuổi và 3 tuổi thì được gia đình của anh Quang là anh ba của anh Luốt thì mới đem về Hậu Giang để lo hậu sự. Thì cũng có nhiều khán giả bình luận là nói mà nếu mà vợ của anh mà ở đây nữa thì sẽ hay hơn, vì khi mà mất đi mà phải chia cắt như vậy thì một điều đáng buồn cả nhà. Dạ thì bây giờ nói chung là anh Luốt cùng với gia đình cũng đã an nghỉ rồi, cũng rất là cảm ơn quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân đã chung tay cũng như là hỗ trợ gia đình trong cái lúc khó khăn này. Bên cạnh đó thì cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình của anh ba chị ba đã đứng ra để lo cho cái hậu sự cho anh Luốt, và cũng như là mồ mả được hoàn tất. Và em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân ở trong và ngoài nước đã luôn đồng hành cùng Bagina để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Dạ thì chắc em cũng xin tạm khép video này ở đây. Xin hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo. Và đây cũng là video cuối cùng để kết thúc câu chuyện gia đình 5 người không may bị tai nạn giao thông trên Bình Dương. Em xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ thì cũng xin chúc quý khán giả luôn có nhiều sức khỏe, luôn bình an trong cuộc sống. Em xin cảm ơn và xin chào ạ.